Đây là ông chủ Hoàng Anh này. Bạn ấy dựng một cái xưởng nấm, một cái cơ sở sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu rất là quy mô bài bản và rất là rộng. Hôm nay là mình đến tham quan, vừa là giao lưu với bạn ấy và vừa có những cái để giới thiệu cho tất cả mọi người những cái sản phẩm của cái trung tâm nấm của bạn ấy. Công nhận là khá là bông tán như này, anh em, nó dày như thế này, mà to như này nhưng mà vẫn chưa bông tán. Chân mình ngắn. Thì vào trong rãng lại nhỉ, đây cái luống này nó đang ra nấm này. Thì đợt này nó, nhà em bên này nó nhiệt độ nó thấp quá, thành ra nó ra giải rác thì nó không ra đều. Nhưng mà cái chất lượng bông nấm mùa đông nhà em đây là ưu việt tuyệt đối so với các đơn vị khác. Bởi vì như thế này này, là nấm nó ra ít thì bông nấm nó rất là chất lượng. Nó lớn mà thời tiết ở trên này nó lạnh, nó lớn rất là chậm. Được. Nó lớn chậm thì cái tập trung dinh dưỡng nó rất lớn. Thịt nó dày. Mà nấm nhà em là, em giải thích là nấm ở trên này là em chọn giống là giống sản xuất là giống dài ngày. Giống dài ngày thì nó có một cái ưu điểm là chất lượng bông nấm nó tốt, và hai nữa là thời gian bảo quản nó dài. Ví dụ như bông nấm này mà để trong kho nhà em là có những thời điểm đã để 25 ngày mới xuất hàng mà chất lượng vẫn ok. Chứ nếu mà bông nấm mà sản xuất giống ngắn ngày thì là mình phải bán ngay thì ok, chứ còn nếu mà để lâu thì bông nấm sẽ kém, nó sẽ chất lượng nó đi xuống. Bạn làm rất là quy mô bài bản này. Đây là nấm hương. Những cái phôi nấm hương đang chuẩn bị cho thu hoạch. Cái sợi nấm nó ăn mạnh như này là ổn này. Đây là nấm hầu thủ. Em đang sản xuất thử nghiệm. Hầu thủ này gọi là nấm đầu khỉ, nó cũng là một cái loại nấm vừa dược liệu vừa thực phẩm. Trong này đó là nấm này là nấm dược liệu mà. Nhưng mà ở trên này nó đang bị mùa đông, nó đang bị kích thích quá đà. Thành ra là cái nấm này nó đang ăn tơ nhưng nó đã ra nấm. Bình thường nó phải trắng hết. Nó phải ăn trắng hết thì bắt đầu nó mới ra quả thể. Hiện tại cái giá nấm hầu thủ này bao nhiêu tiền một cân? Giá nấm hiện tại em thấy trên thị trường họ bán 200.000 một cân, nhưng nhà em chưa có bán, chưa biết. Thì không biết là giá bao nhiêu, cái đấy sau tính sau. Đây là trong quá trình đang thử nghiệm thôi. Riêng nấm nhà em ở trên này là chất lượng thì không một nơi nào địch được với chất lượng bông nấm nhà em. Đúng rồi. Khô, nó rất là khô. Anh cầm bông nấm thịt nó cực kỳ dày. Mà khi cái bông nấm nó đẹp ấy, là bông nấm này thịt nó phải dày này. Đây này, thịt nó dày này, cũng là cái thịt này nó dày này, chân nó ngắn và chân nó nhỏ từ dưới lên trên. Đây là cái tiêu chuẩn bông nấm đẹp. Tròn vành. Cái thịt này nó phải dày từ 1 phân đến 2 phân. Đấy, và ấn vào đây này, ấn vào cái mũ này này, nó phải có sự đàn hồi. Còn nếu mà nấm mà ở những cái vùng khác ấy mà khí hậu nó nóng hơn ấy, thì khi mà nó nhiệt độ nó tăng lên cái là cái mũ này nó rất là mỏng. Và mũ mỏng thì mình sẽ bị một cái hiện tượng là cái mũ này sau này nó sẽ mất nước và nó nhăn. Và nó mềm. Và nó không có thịt dày này thì ăn nó không ngon, nó bị hơi dai. Còn vùng này nhà em thì là khí hậu nó rất là ưu đãi cho thằng nấm hương. Cái vùng khí hậu này là cái phôi nấm này nhà em khai thác triệt để được. Lý do tại sao là thời gian lạnh nó kéo dài. Nó kéo dài thì mình khai thác triệt để, vì thời gian mà để khai thác hết một cái phôi nấm này ấy, là nó phải ít nhất mất 4 tháng. 4 tháng, mà 4 tháng mà thời tiết nắng bừng lên cái như các vùng khác thì là coi như là mất ăn. Cũng là mình không khai thác triệt để được. Có nghĩa đúng rồi, nó tức là nó sẽ ra từng đợt. Nó mình thu hết một đợt xong bắt đầu nó nghỉ. Nó mới quay vòng. Đúng rồi, nó sẽ nghỉ để nó tiếp tục nó huy động dinh dưỡng. Đúng rồi, nó cần phải tái tạo lại. Đúng rồi. Tái tạo lại hệ sợi thì nó mới ra quả thể. Đúng rồi. Đây, anh nhìn bông nấm nha em. Nó như thế này. Nấm này cứ bảo chất lượng Trung Quốc nó như này, bởi vì người Trung Quốc người ta làm nấm rất là giỏi. Cái nấm mà Trung Quốc họ đưa sang cũng như kiểu như này. Cái vùng em mới có thể làm cái bông nấm như này, chứ còn ví dụ như ở các vùng khác thì khí hậu nó nóng hơn ấy, là bông nấm cái chân nó rất là dài. Mũ thì nó mỏng và nó ướt. Để một cái bông nấm nó phát triển tốt, nó là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng mà. Đúng rồi. Và cái nồng độ CO2 nữa. Đây là bông nấm nhà em nó như này mà. Đúng rồi. Chưa bông tán nhé, khi nào mà nó bông như thế này này. Đấy là bắt đầu bông tán, bắt đầu phát vào tử. Còn cái này là chưa bông tán này. Thấy mà nó cái quả thể nó như này, nó khoảng 5-6 phần. Công nhận là đẹp. Nhìn nó dày dặn, cầm nó lạng trịch nha em ạ. Nhà em cái mùa này thì có thể là 3 bông một lạng, nhưng mà các vùng khác là 6-7 bông. Đây, có một cô gái đi hái nấm rất là tuyệt vời này. Em xem đài VTC24 của anh chưa? Em á.
trên YouTube đấy. Đang xem anh hài lòng từ sáng đến trưa được. Em rảnh em mới xem, chúng ta xem nó bận lắm. Đây là cơ sở sản xuất phôi nấm của bạn Hoàng Anh này. Bán phòng máy ấy. Rất nhanh nhỉ, bán máy này. Đấy, làm nó phải có quy mô như này, nó mới ra tiền. Đang thải này. Đây là mấy cái thiết bị rất thành tựu. Dầu thải, nhớt thải. Nguyên liệu thì có rất nhiều loại này. Cái này là gỗ băm. Cái loại gỗ mà không có tinh dầu là người ta có thể băm nhỏ ra. Hoặc là cái dạng như thế này. Đấy, cái dạng này là cái dạng như kiểu là những cái răm gỗ loại nhỏ, hệ thống băng tải để chuyển vào nồi hấp. Một cái nò này bạn ấy hấp được 10.000 phôi một mẻ. Thời gian hấp nó tùy vào cái nhiệt độ nhé. Ở đây nhiệt độ nó lên được 92 đến 95 độ thì phải hấp liên tục 20 tiếng đồng hồ, hoặc là 24 tiếng. Đấy, các bạn lưu ý là cái thời gian hấp nó khác nhau, không phải hỏi em hấp bao nhiêu lâu thì được. Hấp bao nhiêu lâu là tùy cái nhiệt độ. Khi nào thấy nó không bị thiêu cái phôi nấm nữa thì thôi. Đây bạn nên sản xuất lớn như là cái bột cám mì mua hàng ô tô. Ngày đóng 10.000 bịch phôi, hấp một mẻ 20 tiếng. Đây bạn ấy đang mở rộng một cái khu trại kế tiếp luôn, cái trại ở bên kia. Chắc nó khoảng chỗ này ước ra nó phải 5.000 mét vuông nữa. Bạn ấy dùng một cái chất liệu là mái này nó ổn định nhiệt rất tốt. Mát vào mùa hè, ấm vào mùa đông. Bạn ấy thiết kế cái này sau này có thể là lật ra để phơi trại được này. Đây, đây là những cái phôi lấm mà mới hấp thành trùng xong, bạn ấy xếp về đây cho nó nguội rồi để cấy giống. Mỗi một mẻ hấp là 10.000 phôi, một hệ thống bốc cấy khá nhiều tỷ đồng đã được đầu tư vào đây, rất là bài bản. Đây là cái khu bãi ủ nguyên liệu của công ty lấm Hoàng Anh. Bạn ấy sử dụng những cái bã thải của những cái loại lấm đã thu hoạch hết chu kỳ, trộn thêm dinh dưỡng và những cái mùn mới để sản xuất cái lấm mà thuộc cái dòng ăn xác bã thực vật, tức là trồng ngoài ruộng đấy. Quy mô rất lớn. Đây, đây là cái khu sản xuất lấm ngoài trời. Những nguyên liệu cũng là mùn cưa phối trộn và ủ
Sau đấy thì mang ra ngoài đồng ruộng để làm thành từng luống như này, sẽ cấy giống xuống đây. Đây là khu sản xuất lấm xích Tùng Nhung. Đấy, mùa này là cái mùa mà sợi lấm nó sẽ phát triển ở trong đất. Đấy, ở trong cái nguyên liệu này mà nó sẽ ở dưới đất. Sau đấy ra Tết thì nó sẽ thành cái quả thể lấm mọc lên. Xích Tùng Nhung. Còn một loại lấm Tùng Nhung nữa các bạn đừng lẫn, đây là lấm Tùng Nhung cộng sinh với rễ cây thông nhá. Đấy là một loại khác. Đây, hôm trước bạn ấy gặp phải một cái trường hợp là một cái lô phôi này khi mà cấy giống nó bị nhiễm này. Bạn không hiểu tại sao. Mỗi một lần em thử là khoảng 20 bịch, hơn 20 bịch thôi. 20 bịch mà em cho vào hấp cùng một cái phôi lấm hương. Vâng. Đấy, nó có một hai cái vấn đề nó là như thế. Đây là cái bịch phôi lấm hương này. Mặc dù nó cùng cái khối lượng là hơn 2 kg. Thế nhưng mà cái này nó nhỏ và nó dài. Thì cái thời gian để nhiệt nó xâm lấn vào trong giữa này để nó thanh trùng được, nó diệt được vi khuẩn, nó sẽ ngắn hơn là một cái nó một cái khối nó tròn như thế này. Nó lớn hơn rất nhiều đấy. Đấy, các bạn thấy rằng cái nguyên tắc hấp nó phải là do cái kích cỡ và cái khối lượng. Chứ nó không phải là cứ một cái nó, ví dụ như nó không phải dài như này mà nó tròn thành một cái khối như thế này, mà cái này nó cũng cùng khối lượng nhưng mà nó bé nó dài như này, thì cái thời gian này hấp nó nhanh hơn cái thời gian của cái tròn này. Thế nên là cái vấn đề này mọi người rất là lưu ý là cái khâu thanh trùng và cái khâu độ ẩm nguyên liệu là rất là quan trọng. Cái hiện tượng nó bị nhiễm ở hai cái đầu này là cái đầu mà bạn ấy dán cái miếng dán này là để cấy giống này. Đấy, nó nhiễm từ hai đầu này vào. Thì mình sẽ bóc ra một cái bịch để mọi người thấy rằng cái nguyên liệu này nó bị ẩm quá này. Đây, cái nguyên liệu này, cái nguyên liệu này ẩm quá. Bạn ấy hình dung là hôm nay bạn ấy bảo rằng là bạn bóp như này là nó có nước ở cái kẽ lòng bàn tay như này, nhưng mà đây nó, tức là cái phương pháp thử đấy nó khác với mùn cưa. Cái mùn cưa thì nó nhỏ hơn thì nó độ ẩm của nó khác. Cái này là cái dăm gỗ, có phải không? Vâng. Cái này là cái dăm gỗ thì cái kích cỡ nó lớn hơn thì độ ẩm của nó sẽ khác. Mặc dù là bạn có thể dùng phương pháp như thế nhưng mà hai cái kích cỡ khác nhau thì độ ẩm nó sẽ khác nhau, chứ nó không cùng giống như thế đâu. Ví dụ như cái dăm cũng to như này thì mà nếu mà bạn bóp như thế mà có nước thì nước nó đã rất nhiều trong này rồi, nó sũng rồi. Vâng. Tại vì cái mùn nó nhỏ thì nó mới ép được kỹ, đúng không? Dạ, dạ. Đấy, thế thì ngửi cái này chua thì là nó đang bị nhiễm khuẩn. Nó nhiễm khuẩn chắc chắn là nhìn thấy rõ là hai cái đầu này nó bị nhiễm vào. Thứ hai nữa là nguyên liệu ướt thì nó sẽ dễ nhiễm khuẩn hơn là cái nguyên liệu khô. Em hình dung là một nồi cơm nấu khô khô với một nồi cháo để cùng trong một thời gian thì nồi cháo bao giờ bị thiêu trước. Vâng. Đấy, đúng không? Dạ. Cái cơm nguội bao giờ nó lâu thiêu hơn. Vâng. Ướt bao giờ nó dễ nhiễm khuẩn hơn. Đấy. Vâng. Là cái môi trường thuận lợi cho vi sinh vật nó phát triển. Vâng. Đấy, cho nên thứ ba nữa đây, bạn để ý đây. Cái nấm cam này, cái mốc cam này cứ cái nào ướt là bị. À, cho nên là đây nó đang cái chứng minh là nó bị ướt này. Yeah. Kể cả bạn lút cổ lút vào cái bịch phôi này mà nó ướt thì nó cũng bị nhiễm nấm cam ở tất cả những cái vị trí ướt, nó hở ra. Yeah. Thế cho nên là cái vấn đề là bạn xử lý lại cái nguyên liệu nó khô hơn một chút là ổn. Yeah. Khi mà bạn hấp xong bạn không đụng gì cả, đừng có cấy giống, đừng có đục ra, cứ để nguyên như thế này. Bạn để 5 đến 7 ngày bạn bóc ra mà nó không thấy nó chua thế nào, đạt cái thời gian thanh trùng. Còn thời gian hấp như nào nó tùy vào nhiệt độ của cái lò hấp, chứ nó không cố định. Nếu mà nó ướt quá thì cái sợi lấm nó cũng không ăn được, hoặc là nó ăn rất là chậm và nó dễ bị thiêu, dễ bị chua, tại vì bên trong nó có cái dinh dưỡng mình bổ sung. Còn nếu mà nó đủ cái độ ẩm 60 đến 65% thì là
vừa đẹp cho hầu hết tất cả các loại lớn ngon sợ. Đây là cái nọ môi trường mà người ta bán sẵn, cái nọ môi trường tổng hợp để mà pha chế vào cái nguyên liệu để trồng nấm này. Thế nhưng mà cái này nó phù hợp với mọi người là làm trên môi trường thạch. Cái này kết hợp với cái thạch này để làm trên cái môi trường ống nghiệm để nhân giống cấp 1. Còn nếu mà làm dịch lỏng ấy, đấy, đây, mọi người có pha thử thì nó lại đục như thế này, tại vì nó có cái bột khoai tây. Đấy, thì pha ra để làm môi trường lỏng thì nó đục thế này thì mình sẽ không nhận biết được cái nào bị nhiễm, cái nào không. Bởi vì khi mà nó nhiễm khuẩn là nó cũng đục như này luôn. Cho nên là hôm nay ở cơ sở công ty lấm Hoàng Anh, mình đang hướng dẫn cho bạn Tuấn, bạn ấy làm cái môi trường lỏng để bạn ấy nhân các cái giống nấm cho nó được nhiều và nó trong sản xuất nó cũng rất là nhanh. Bởi vì thường là dịch lỏng nó sẽ ăn nhanh rất nhiều so với cái môi trường làm meo hạt, dạng hạt như là thóc hoặc là ngô hoặc trấu. Cái nguyên lý của nó là hai nặng khoai tây chiết và có thể pha thêm cái giá đỗ này, cái giá đỗ xanh hai lạng trên một lít nước, ta cho vào chung nhau, ta chiết lấy nước để làm cái môi trường dinh dưỡng. Cái củ khoai tây này bạn bổ ra, bạn bổ thành khúc ra như cái khúc giò ấy. Đấy thì bạn chiết như thế thì nó đỡ bị đục. Nếu mà bạn thái nhỏ ra thì đun nó sẽ nhanh hơn, nhưng mà cái tinh bột nó ra nhiều hơn thì nó sẽ đục cái môi trường. Cắt như giò luôn. Đấy, bạn cắt thành miếng cỡ này. Vâng. Đấy, đúng rồi. Mà bớt đi cái tinh bột nó ra cái môi trường nước thì sau đấy nó sẽ bị đục cái nước thì mình khó phát hiện. Sau là cứ đun nhỏ lửa khoảng 30 phút. Thở vào đây. Đổ hết cả giá luôn. Đấy, mình chiết khoảng 30 phút thì sẽ được cái nước này. Sau khi mà đun chiết khoảng 30 phút hoặc 25 phút được thì ta lọc lấy cái nước này vào nước cốt này. Nó nhiều hay ít không quan trọng, ta cứ pha thêm nước sạch vào cho nó đủ 1 lít. Là chúng ta pha thêm khoảng 20 gram đường. Nếu mà thế thì đấy, pha thêm khoảng 20 gram đường. Các bạn nhớ nhá, nó phải đúng 20 gram đường. Nếu mà bạn pha nhiều đường quá thì nó không ức chế cái sợi nấm phát triển nhá. Mà ít quá thì nó sẽ không đủ dinh dưỡng thì nó sẽ kém hơn thế thôi. Đây này các bạn nhớ này, để mà cái môi trường lỏng này, cái sợi nấm nó phân bố đều ở trong cái dung dịch này thì chúng ta phải lắc mỗi một ngày, chúng ta lắc 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 1 phút, để mà nó đứt gãy cái sợi nấm hiệu quả hơn. Đây là cái mẹo, chúng ta cho thêm 1-2 viên sỏi nhỏ vào này. Đây. 1 đến 2 viên được. Khi mà chúng ta lắc như này thì cái viên sỏi nó sẽ, cái tác dụng là nó làm đứt gãy cái sợi nấm hiệu quả hơn. Rồi bây giờ chúng ta lút cái lút bông vào xong à, bịt. Đây, lút bông này. Lút vừa phải thôi, đừng chặt quá là nó sẽ thiếu oxy. Xong là lấy một cái ly đông chịu nhiệt, bịt vào bên trên, lấy dây chun quấn vào thì nó sẽ không bị ướt. Đây là mình đang hướng dẫn bạn ấy hấp bằng một cái nồi áp suất nhỏ này để làm thực hành. Đấy, thì sau này bạn ấy làm sản xuất quy mô lớn thì cứ theo nguyên tắc đấy để mà làm. Đấy nhá, các bạn nhớ là một cái chai lửa lít dung dịch thì là chúng ta phải hấp 90 phút. Trong cái điều kiện mà có áp suất như thế này, nếu mà có cái đồng hồ ấy thì là chúng ta kiểm soát được đúng cái nhiệt độ của nó là 121 độ thì hấp 90 phút, còn nếu mà không có áp suất ấy, thì chúng ta phải hấp mấy tiếng ấy.
Nếu mà không có áp suất phải hấp cái này, nếu mà bình thường nó phải mất 4-5 tiếng. Nó khác biệt nhau rất là rõ. Đây là cái tủ cấy này của Ulysses từ cái thời Napoleon còn đánh nhau ở bên Pháp này. 1985. Nó đây này các bạn nhìn một cái tủ cấy vô trùng, nó rất là đơn giản thôi. Đây là một cái quạt gió này, cái quạt con sò. Đây nó cũng là quạt con sò, nhưng mà cái quạt này là đây là cái tủ đôi cho nên cái quạt của nó rất to. Nó có một cái, đây là cái bộ điều chỉnh quạt nhanh quạt chậm này. Cái tụ này. Thế thôi, còn nó thổi cái gió xuống dưới đây này. Nó thổi cái gió xuống dưới này đây. Đây, đấy, cái lỗ này là cái lỗ gió nó thổi xuống rồi nó qua cái buồng này. Nó qua cái chỗ buồng này và chỗ này là cái màng lọc này. Cái màng lọc cái pa đây. Đây. Đấy, nó dày, người ta đóng bằng gỗ cái khung. Đây là sản xuất ở nước ngoài nhá, không phải cái của mình nhá. Cái màng lọc này, màng lọc đôi nên nó rất là lớn. Cái màng lọc đơn nó chỉ bằng một nửa thôi, nó bằng một nửa này thôi. Đây là cái gờ để gắn cái màng lọc, nó sẽ ngang ở đây, gió nó thổi ra. Đấy, gió thổi ra làm việc nó rất là đơn giản. Đây là cái đồng hồ để đo áp suất gió này. Cái này điều chỉnh áp suất gió này. Đấy, một cái hoàn chỉnh dựng lên nó sẽ như thế này. Đây là cái buồng làm việc này. Gió nó thổi qua đây, đây là cái màng lọc thô đặt lên trên đỉnh. Em đặt lên trên đỉnh. Đấy, cái màng lọc thô nó đặt lên trên đỉnh thì nó lọc những cái bụi to, nó đỡ bị bẩn cái màng lọc HEPA. Đây là cái buồng làm việc. Đấy. Mua thêm cái đèn UV đó. UVC ấy. Nắp vào đây. Lần trước mình nhầm, mình nói là UVA là không phải nhá. Hôm nay đính chính lại là đèn UVC. Bước sóng nó ngắn thì nó khả năng diệt khuẩn nó mạnh. Đấy, có cái tủ ngon như này không chịu vệ sinh đi dùng. Nó có cái điện ở đây này. Bạn ấy lúc đầu bạn bảo là nó giò nhưng không phải. Đây này anh giờ nó làm gì có điện. Tất cả nó bằng gỗ cơ mà. Cái này là điện cảm ứng. Nó có một cái tủ lạ cũng thế, nó có một cái điện cảm ứng lúc nó giật tê tê, lúc thì không, nhất là em đi dép mà đi tiếp xúc trực tiếp với đất ấy. Nó tê tê thôi chứ nó không giật mạnh đâu. Nối cái thép này với cái đất này xong đổ tí nước, nối cái dây điện ở đây. Nối xuống đất xong đổ tí nước ở đấy, thế là nó truyền hết xuống đất. Dùng cái này rộng rãi thoáng đãng, chẳng cần phải khử trùng bằng hóa chất thì mang tính chất hiện đại chưa đấy. Đấy nhá, chú kỹ sư Tuấn nhá, cho chú lên truyền hình VTC luôn này. Sau khi chúng ta đã cấy truyền cái giống cấp 1 vào cái môi trường dịch lỏng này thì mỗi một ngày chúng ta phải lắc một lần, 1-2 lần, thì cái sợi lấm nó sẽ đứt gãy ra và nó sẽ ăn nan từ 1 sợi ra 2, từ 2 ra 4, 4 ra 8 đúng không? Khi mà chúng ta làm rất nhiều những cái nọ môi trường lỏng như này nó cùng một màu sắc, có một cái nọ nó đột nhiên sau ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7 gì đấy, nó chuyển sang màu khác so với những khác, có nghĩa là loài nhiễm này. Không cần quan tâm đến nó là cái gì nó nhiễm vào đây, vi khuẩn hay lấm nó nhiễm vào đây thì nó đã đổi màu rồi. Còn những cái màu nào nọ nào nó cùng một màu sắc, có nghĩa là nó vẫn ok đúng không? Ngọn lửa đèn cồn là cái thứ để chúng ta khử trùng những cái dụng cụ, ví dụ nó động chạm vào cái gì khác, mặc dù ví dụ mình có thể hấp thanh trùng những cái dụng cụ này nó theo những cái nọ này. Nhưng ví dụ mình vô tình mình đụng chạm phát thì nó lại lây nhiễm vi khuẩn, là chúng ta phải đốt. Thế còn cái D này là giống gì đấy? Giống đùi gà. Đùi gà. Đùi gà đang như này là trồng rồi này. Kỳ tú lên cốt. Nó hậu thủ này. Giống mà nó đã lên thành quả hết. Có nghĩa là còn 10 giống nấm khác nhau.
xưởng nấm nằm bên cạnh một cái con suối, một khung cảnh sơn thủy hữu tình rất là đẹp. Chúc cơ sở của bạn ngày càng phát triển. Xin chào tất cả các bạn.